lòng này tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe xe tiếng nói, lòng này tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau chẳng một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê, giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Không có bị bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn và không xa xem cầm ta trong những yêu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn, kia trông ra đằng xa xa ba bốn anh đang rất trâu ra đồng, kia trông theo thật lạnh đã.